Chào anh em nhá. Hôm nay shop mình giới thiệu đến anh em máy sấy Kingman. Một dòng máy sấy Kingman V1. Mình bóc hộp cho anh em xem nhé. Hồng Sơn kéo cho anh cái ấy ra đây với cái đầu tiên có cái nhãn ở Kingman này, cái ổ cắm em ơi. Xịn sò nhá. Chúng ta sẽ có ba cái đi kèm, ba cái mình đổ cho nhanh anh em nhé. Ba cái đầu mỏ đi kèm một cái loa sấy và hai cái đầu mỏ vịt, một đầu có răng lượng và một đầu không có răng lượng nhé. Còn đây là thân máy này. Đấy. Trên thân máy thì có tem nhãn của Kingman nhé, có cả mã QR. Đấy. Đây là thông số kỹ thuật của máy. Quay nào cho anh em dễ nhìn nhỉ. Đây. Công suất là 1800W nhá, nhưng đây là công suất thật chứ không phải mấy công suất mà thích in là in lên của các cái loại máy sấy khác đâu nhá. Cái máy sấy này là sử dụng công nghệ Ionic là rất tốt cho tóc anh em ạ. Đầu này là có thể tháo ra được. Ủa, tháo ra kiểu gì nhỉ? Đây. Mình chưa tháo ra bây giờ nhưng mà mình thấy trên nhà sản xuất có bảo có tháo để vệ sinh được. Đấy. Tháo để vệ sinh rất là dễ khi mà mình sấy có thể bẩn hoặc là tóc nó dính vào trong này. Đấy. Còn mình test máy cho anh em nhé. Cái nhược điểm của máy này mình theo mình vẫn là cái ba chấu này. Ô sao cắm lên nơi vậy. Máy có 3 nấc nhé. Quay ngược lại mới sợ. Các bạn nhìn máy mạnh như này. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó thổi cả thế giới bay luôn anh em nhé. Máy sấy rất là mạnh. Mình có bán hàng ở trên Shopee, trên Trendyol các thứ thì các bạn vào xem và mua hàng ở dưới link ở dưới mô tả của sản phẩm này nhé.